thật nữa là này con mà có quát màu đen màu vàng nè con gì vậy ba? Này là giống như đem thú cưng ra rửa, chiều lại đem thú cưng ra rửa tắm nắng. Mình kéo qua bên kia giúp mình coi nó mới rõ. Nó phức mới cây. Đi xuống mấy đứa đứng xuống. Việt nằm coi pháo hoa nè, Nam nó nằm nó coi pháo hoa nè. Em An sợ quá đi vô rồi. Nhỏ hơn mình. Nhỏ hơn của mình hả? Trong nhà